Các anh, các chị, các bạn, thì hôm nay Hải tiếp tục chương trình Inside Review để mà đúc kết cái chuỗi Inside Sharing. Có một cái điểm nữa mà Hà rất là thích từ cả anh chị các bạn mà tham gia chương trình là họ có một cái mối quan hệ cực kỳ rộng, và cái mối quan hệ của họ không những vừa rộng mà nó lại chất lượng nữa cơ. Nên là đó là nhiều khi là điểm để giúp cho họ càng ngày họ càng trở nên thành công hơn.